Đề Đạt Ma trước khi chưa tu chưa ngộ là tam thái tử của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Một hôm có duyên gặp một vị sư lạ, vị sư này biết được căn cơ của hoàng tử nhưng không khuyên ngài tu, cũng chẳng khuyên ngài không tu, chỉ hỏi ngài vỏn vẹn hai câu rồi đi mất. Trước khi sinh ra ngươi là ai? Khi sinh ra rồi ai là ngươi? Trai Phạm Hoàn bên tượng gỗ Nguyễn Hồng xin được đưa lên hai tác phẩm Ngài Đạt Ma trên chất liệu đó là gỗ hương ta để cùng được giới thiệu với toàn thể anh em nhà mình. Và tác phẩm ngay sau đây anh chị đang được nhìn ngắm đó là hai mẫu tác phẩm của Ngài Đạt Ma, một tác phẩm thì là với dáng thế khất thực, còn một tác phẩm là Ngài Đạt Ma phục lân, hàng long các bạn nhá, tác phẩm hàng long. Hai tác phẩm này thì kích thước xem nhau rất là tuyệt vời. Bên tay trái của em đây như anh chị đang được nhìn ngắm, tác phẩm thì có chiều cao là 1m19, chiều ngang 45 và chiều sâu là 30. Em giao lưu tác phẩm này với giá là 10.500.000 đồng và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc anh chị ạ. Và mẫu tác phẩm này của bên em là đục liền khối 100% anh chị nhá. Đó, hai tác phẩm này thì đều được một người thợ bên em hoàn thiện và chế tác lên, vậy nên là diện của ngài rất là đẹp, anh chị cùng nhìn ngắm cho em ạ. Đó, thần thái của ngài rất là dữ tợn, từ cặp lông mày, ánh mắt và cho tới bộ râu đấy ạ. Râu là bên em tỉa râu xoắn ốc này. Đó, và ngài Đạt Ma khất thực thì trên tay của ngài có cầm đó là một chiếc bát đi xin ăn anh chị nhá. Đó, một chiếc bát của ngài đây. Đó, giải nơ giải nụa thắt ngang bụng của ngài bên em đục kênh bong bóc tách cản da rất là đẹp. Và phần tà áo của ngài thì cũng rất là mềm mại, sắc nét tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đấy, cảm giác chảy xuống rất là mềm và phiêu nhá anh chị nhá. Đấy, cảm giác như có một cái làn gió thổi từ dưới thổi lên cái phần vạt đuôi áo của ngài phía sau đây, rất là đẹp. Khe khe ngón chân móng chân rồi phía bệ dưới ạ. Đấy, bệ dưới là ngài đang đứng ở trên một cái phiến đá, và trên phiến đá này thì có mọc ra đó là một củ nhân sâm Triều Tiên ngàn năm tuổi đây, có cả hoa lá và củ rễ phô ra đầy đủ anh chị nhá. Với mức giá giao lưu cho tác phẩm này chỉ là 10.500.000 đồng và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Chất gỗ đẹp, đấy, rất là lặng. Vâng ạ, và sang mẫu tác phẩm tiếp theo em mong muốn được giới thiệu đó là tác phẩm số 2 đây. Tác phẩm này có tên gọi là Ngài Đạt Ma Hàng Long. Tác phẩm thì có chiều cao là 1m16, chiều ngang là 48 và chiều sâu là 26, đang đứng ở trên một chú rồng. Tác phẩm này thì em giao lưu là 15 triệu đồng và em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc chị ạ. Đục thêm một linh vật rồng thì đương nhiên là sẽ tốn nhiều công hơn, và phôi gỗ này thì lặng hơn tác phẩm kia anh chị nhá. Rất đẹp, anh chị cùng nhìn ngắm giúp em, đó là diện của ngài đấy ạ. Ánh mắt nhìn về xa xăm, và ngài càng giữ tợn bao nhiêu thì trấn trạch trừ tà cho gia đình nhà mình tốt bấy nhiêu. Và ngài Đạt Ma theo như phong thủy thì sẽ là đứng đầu trong trấn trạch trừ tà anh chị nhá. Tác phẩm này thì bên em đục hơi khác tác phẩm trước một chút, đó là chú long hay còn gọi là chú rồng thì đang với dáng thế uốn lượn ở phía bên dưới đây, ngước mắt nhìn lên rất là đẹp, nhìn rất dữ. Và rồng thì nằm trong bộ tứ linh, đứng đầu trong bộ tứ linh long lân quy phụng, có sức mạnh vô biên, trấn trạch trừ tà, xua đi âm khí, mang lại những vượng khí, những điều may mắn, gia chủ thì luôn được làm ăn thuận lợi anh chị nhá. Và tay phải của ngài như anh chị đang được nhìn ngắm đó là đang cầm một viên bi anh chị ạ, rất là mềm đây, tay ngài rất là mềm với một viên bi rất là tuyệt vời đó. Và ngài tên tay trái đang cầm một cái phần giải lụa. Nói chung là tác phẩm này anh chị nhìn ngắm này, em có thể di chuyển tay vào đây. Đấy, giải lụa của ngài đục kênh bong bóc tách hẳn ra, tà áo mềm mại xoắn nhá. Đấy, tà áo xoắn này anh chị nhìn ngắm ạ, rất là đẹp. Vâng ạ, và tác phẩm này em xin chia sẻ lại chiều cao kích thước này. Tổng chiều cao tác phẩm là 1m16, chiều ngang là 48, chiều sâu là 26, em đo là cao nhất, rộng nhất và sâu nhất. Vâng ạ, và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cùng với tất cả anh chị đó là hai mẫu tác phẩm Ngài Đạt Ma với dáng thế khác nhau. Thì nếu như mà anh chị tìm hiểu và cũng như là xem xét xem là ưng với mẫu tác phẩm nào, có thể là liên hệ trực tiếp với cả bên em qua những đầu số 0789336318 hoặc 0971336318, kết bạn Zalo để em trai gửi ảnh tứ diện chi tiết và tư vấn cụ thể hơn anh chị nhé. Và em cũng xin phép là kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.